sổ gạo thì có đâu mà mất. Nhưng mà anh chị bảo trên Sơn Hòa vui lắm mà tớ lên thì chẳng thấy vui gì cả. Suốt ngày bị điểm danh, hôm trước vừa gọi cốc chè là chưa kịp ăn đã bị điểm danh, nhất là bỏ cốc chè đấy, rõ phí. Ngày nào cũng như ngày nào ấy. Nhưng mà sao mặt mày lúc nào cũng tươi tỉnh vậy? Lên Sơn Hòa vui mà, ra là chỉ là mấy ngày đầu thôi, mấy ngày nữa nhớ. FBU sẽ có mini game này. Mini game? Em SC sẽ có bóng đá này, đá sọt này. Sọt. Thôi nhưng mà tớ chẳng biết chơi thể thao đâu. Thế thì mấy nước TC mở có liên hoan văn nghệ? Liên hoan văn nghệ á? Nhưng liên hoan văn nghệ phải chân dài cơ chứ, lùn thế này họ chẳng cho mình lên đâu. Thế thì có một cái chân bạn cũng rất thích. Thế SC sẽ có nhân đạo đấy. Thế mà nhân đạo á? Thế chưa hiến máu bao giờ? Nhưng mà điều kiện hiến máu là gì? Thấp có đều đi được không? Thế để tớ vận cộng đi cả bạn cùng xin CSC của tớ nhá. Được rồi. Lượng máu thể của mỗi người 70 đến 77 ml trên 1 kg. Vì thế mỗi lần khi hiến máu sẽ không quá 9 ml trên 1 kg, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và mỗi người 45 cân dù là nam hay nữ thì có thể hiến máu trên 300 ml mỗi lần. Về điều kiện đầu tiên để hiến máu đó chính là bạn phải trên 45 cân. Những điều mình đã hiểu, chẳng để đi hiến máu. Mỗi lần máu cho đi, một cuộc đời ở lại sẽ chia lại hạnh phúc.